Em Hiền ra vô xe này đây các bạn chào tất cả các bác Hôm nay đã là 19 âm rồi Ngày mai là 20 âm Thì hôm nay xưởng chính thức thông báo với tất cả các bác Là đối với những đơn hàng trong miền Nam Thì xưởng sẽ ngừng nhận đơn vào ngày mai các bác nhé Đến hết ngày mai là xưởng ngừng nhận đơn vào ngày hết ngày mai Để gửi cho các bác kịp Tết Còn nếu mà các bác qua Tết mình mới nhận hàng Thì không sao cả xưởng vẫn tiếp tục nhận hàng Để gửi những con hàng tới tay tất cả các bác Còn Zalo của em là 0347 753 780 những con hàng hôm nay em lên đều là hàng sẵn nên bác nào mà mình ưng để đặt hàng chung cho phong thủy chẳng hạn chung cho dịp tết hoặc là chặt gà vịt chặt thái lọc trong bộ bếp trong dịp tết này thì em vẫn sẵn hàng để gửi cho tất cả các bác vào ngày mai luôn Các bác nhá Hôm nay sẽ là một cái video hơi tổng hợp một chút Đối với bác nào mua một con hàng trong video hôm nay Vẫn là tặng một em dao lọc gà cán sắt Ở đây các bác nhá Vẫn là tặng một em dao lọc gà cán sắt cho tất cả các bác luôn Còn số điện thoại của em là 0347753 780 Đầu tiên sẽ lên một vài mẫu dao bếp cho tất cả các bác Bộ này của xưởng chủ yếu là để các bác um, tặng là nhiều và nhiều bác mình cũng thích cái đẹp nên mình cũng ưu tiên sử dụng những cái dòng này hai con này đều là hệ thái lọc cơ bản các bác nhá thái lọc gọt cơ bản làm rau củ quả thái thịt bò phi lê làm cá cho cá sử dụng dòng cán hai tầng một tầng muôn một tầng khâu đồng và có đồng ở đuôi nha nhìn cái con hàng nó cực kỳ là sáng 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 cực kỳ luôn các bác nhìn con hàng cực đẹp luôn đấy đấy là nó có cả mắt thẩm mỹ và cái chất lượng nó sử dụng thì đều rất là sắc bén các bác nha một em như vậy thì có giá là 330.000 một em còn trong một bộ dao thì không bao giờ thể có thể thiếu được một em dao chặt Thì đây sẽ là một em dao chặt gà trong cái bộ dao này à, Trọng lượng em này là nặng 5 lạng rưỡi độ dày sống lưng Em này rơi vào 3 ly cán sử dụng dòng cán bo 380.000 một em các bác nhé Còn nếu mà các bác mà mình không, không Mình muốn tham khảo thêm dòng dao nhám Thì xưởng vẫn có những cái dòng dao nhám Để cho tất cả các bác tham khảo Ví dụ đây sẽ là một con dao thái lọc hệ nhám này Nhá một mặt các bác nhá, cán sử dụng dòng cán hai tầng như vậy cho tất cả các bác. Có giá cũng là 330 000 một em. Còn đây sẽ là một em do chặt gà vịt bản nhám Chặt gà vịt bản nhám các bác nhé Đấy, cũng cả sử dụng dòng cán hai tầng Tổng trọng lượng là 5, ,5 lạng rưỡi Chặt gà vịt xương sườn, vừa chặt vừa thái cho tất cả các bác Em này có giá là 380.000 một em các bác nhá Ngoài ra thì xưởng sẽ có những cái mẫu thông dụng cơ bản như là đây Một em do chặt gà vịt cán muôn Cán muôn phải nói là cực kỳ sang trong những loại cán Các bác để ý tại sao em lại dùng cán muôn nhiều thế Không ngấm nước, không mối mọt, có độ nhẹ Và cái điều tiết của gỗ rất tốt trong quá trình mình sử dụng đặc biệt đối với dòng dao bếp thì mình sẽ tiếp xúc với nước rất là nhiều thì các bác tham khảo dòng mua này cho em dòng này bao giờ em cũng sẵn hàng để gửi cho tất cả các bác thôi Một em như vậy có giá là 280.000 một em bác nào mua một con dao vẫn là tặng một em dọc gà trong cái video ngày hôm nay duy nhất trong cái video ngày hôm nay luôn và cái con cần thiết nhất của các bác là không thể thiếu một em dao chặt gà vịt còn đây sẽ là một em dao chặt hệ chặt nhọn Hệ dao chọc tiếp các bác nhá, độ dày sống lưng 3 ly thì các bác vẫn có thể chặn được gà vịt cho em. Gà vịt cho em làm lòng làm cạo lông này, xong rồi là làm thái lọc gọt thì là con này cực kỳ là đa năng các bác nhá. Con này có giá là 285 000 một em các bác. Đây, con đây sẽ là một hệ thái, gọt, lọc cơ bản cho tất cả các bác. Vừa thái được vừa lọc được vừa làm rau củ quả vừa làm thịt bò vừa sashimi làm cá được thì nó sẽ là em này nó không phải hệ bẩn vuông Nhưng hơi bản vát một chút nhảy để các bác lọc tốt các bác nha em này có giá là 260.000 một em các bác lưu ý hơn em sử dụng dòng cán môn và chốt hai đinh khâu đồng vàng các bác nhá nó sẽ có những cái điểm khác biệt so với những cái dòng cán khác Đấy. Bên xưởng cũng có những cái dòng cán khác như là cán liền hoặc cán gỗ cầm chỉ Thì cái giá cả của nó cũng sẽ khác rồi Còn đây sẽ là những cái em dao đi rừng Còn duy nhất tại xưởng một số em là khách đã cọc rồi Một số em là khách đã cọc, một số em là khách đã chuyển tiền Tuy nhiên là các bác hãy báo lại là bác không nhận được trước Tết Nên là bác ấy thành phải hủy đơn Đấy, đầu tiên sẽ là một em dao đi rừng Cán là sử dụng dòng cán giọt cho em các bác nhá Cán sử dụng dòng cán giọt Em này có vỏ ạ à. Em này hãy có vỏ nhá Em này có vỏ cho tất cả các bác này Đấy rất là xinh Bình thường em bán con này là Tất cả những em đi thường sẽ sử dụng hệ bóng bi các bác nhá Đấy Bình thường em bán em này cho tất cả các bác là 620 Riêng video hôm nay em sẽ để là 580.000 em này cho tất cả các bác Để các bác trưng cho phong thủy và để uh, chiên cho tất cả các bác vào dịp cuối năm <laughs> luôn Các bác nha 680 em đầu tiên Thứ hai sẽ là một em dao À, em này là 580 các bác nhá. Thứ hai sẽ là một dòng em dao cán hai tầng, lưỡi 21 độ dày sống lưng là 5 ly, bản rộng rơi vào là bản 3,8. Đấy, cũng là dòng gỗ cầm thị xanh, cán hai tầng như này cho tất cả các bác. Đấy, có vỏ để các bác đi rừng, đi phượt, đi câu, đi picnic. Đấy quá là xinh các bác ạ. Quá là xinh. 580.000 cho tất cả các bác luôn. 580 các bác nhá. 580 các bác có thể lựa chọn tặng một lọc gà hoặc bao ship trong cái video ngày hôm nay. 580 tặng lọc gà hoặc bao ship thôi nhá. Đấy. Tiếp theo <laughs> là một em đau, em đau này em thấy rất là xinh hôm vừa rồi là có bác đã đặt cọc em đao này rồi. Tuy nhiên là Uh, khi mà quá trình vận chuyển của bác ấy hay đi máy bay nhiều nên là thành ra bác ấy đành phải hủy đơn, hủy đơn hàng vì di chuyển bằng máy bay nhiều thì rất là khó nên là thành ra bác ấy phải hủy đơn. Nhưng con này được cái vỏ rồng rất là đẹp các bác thấy không ạ? Vỏ rồng, con này vỏ rồng cực đỉnh luôn. Thực ra em hơi tiếc cái vỏ này mà vào con dao thì em hơi tiếc một chút. Tại vì hệ dao là các bác sẽ đi rừng nhiều ấy. Thành ra là vỏ rồng này cực kỳ đẹp mà cái vỏ này cực kỳ nhẹ luôn. Được cái khúc gỗ này phải nói là khô, đẹp, cực kỳ là nhẹ luôn. Em rất là ưng ừ, con này ưng nhất là cái vỏ con này bởi vì rất ít khi mà em cầm được cái vỏ gỗ mun mà nó nhẹ như con này luôn mà vân thì vân rồng đều tăm tắp luôn. Em đao này lưỡi 30 các bác nhá, độ dày sống lưng là 5 ly có cả vỏ lỗ sọt dây cho các bác đi rừng này. Khi đi rừng các bác rất ngang lưng như này cho em là cái mặt này sẽ mặt ngoài, mặt này sẽ là mặt trong ép vào người các bác nhá. Đấy, một em đao đi rừng cho tất cả các bác. Có giá là con này sẽ có giá là để giá cho tất cả các bác là 760 000 bao ship cho tất cả các bác luôn. 760 bao ship hoặc tặng lọc gà các bác nha các bác có hai sự lựa chọn 760 bao ship hoặc tặng lọc gà đấy em qua mẫu con dao đến ha một em siêu phẩm cầm chỉ các bác nha tại sao em lại hay nói em này là siêu phẩm bởi vì dòng này là siêu phẩm em từ ngày ra mắt đến bây giờ con này bán tương đối là ổn định trong năm giữa năm và cuối năm em này bán đều rất tốt, chỉ sợ làm cho bác không kịp thôi, tại vì con này độ thủ công rất là cao các bác thấy không ạ? Cán sử dụng dòng cán nhiều tầng, cán sử dụng dòng cán nhiều tầng đây. Em đang để ở trong vỏ nó sẽ hơi bẩn chút các bác mình về uh, trước khi em gửi các bác bao giờ em sẽ vệ sinh lại nó sẽ sạch sẽ thôi. Đây em tra dầu nên là nó sẽ hơi bị bẩn tay em một tí thôi. Đấy, con này thì uh, cán han nhiều tầng này, khâu đồng này, tầng mun. Đây đen, đen này là gỗ mun xong lại đến khâu đồng vàng, xong rồi lại đến mun lại đến khâu đồng vàng, chốt hai đinh ốt đồng ở đuôi dao như này cho tất cả các bác các bác nhá. Độ dày sống lưng là 5 thi, bản thượng giờ là, bản 4. Con này thì các bác chặt được chân giò này, xương sườn gà vịt các bác đi thường chặt cây chặt củi quá là ok, đẹp các bác nhá. Em này là trăm 850 000 nghìn bao ship hoặc tặng lọc gà. 850 bao ship hoặc tặng lọc gà, hàng sẵn duy nhất một em. Tất cả những em hôm nay lên em lên ý, thì đều là duy nhất một em hàng cuối cùng nhất cho tất cả các bác duy nhất một em hàng cuối cùng còn em này này em này là em đang gửi đi cho khách khách đã trả tiền hết rồi ấy trả tiền hết rồi các bạn quá là đẹp bởi vì các bác thấy cái vân này đẹp không ạ rất đẹp khách đã trả tiền rồi nhưng mà họ đành phải nói là họ không nhận được vì lý do em nói rồi là họ đi máy bay các bạn đi máy bay thành ra là các bác không thể nào mà mang đi theo được ấy các bác không thể nào mang đi theo được thành ra là Um, phải hủy đơn đấy các bạn Thành ra là phải hủy đơn Em này cũng là lưỡi 30 Bản rộng rồi bản 4 độ dày sống lưng là 5 ly Con này các bác chủ yếu để trưng trong phong thủy Hoặc là mình mang đi rừng đi phượt rất là đẹp Con này đường vân cực kỳ đẹp nhá các bác nhá Đây vân con này cực kỳ đẹp luôn Đấy em đã bảo con này em là ba khách ấy trả tiền rồi mà Bán xong bác trả tiền rồi Nhưng mà đi máy bay khó thể sử dụng được Em này các bác để trưng trong phong thủy này Đi rừng này, chặt cây, chặt củi thì thoải mái cho em Em này để cho tất cả các bác là 695.000 một em 695.000 em Bao ship hoặc tặng lọc gà Có nhá bao ship hoặc tặng lọc gà Tiếp đến đến dòng Curi ốp đồng Curi ốp đồng đi các bạn Dòng Curi ốp đồng đi các bác tham khảo dòng Curi ốp đồng cho em Sẽ là một em Curi ốp đồng duy nhất trong cái video ngày hôm nay các bác nhá Đây ạ Em cu ri cuối cùng hệ gỗ là gỗ cẩm thị xanh Cái con này như kiểu là cán nhựa ấy các bác nhỉ Các bác thấy không? Nhưng mà thực ra nó là gỗ cẩm thị xanh đấy Nó đẹp như này mà Đúng chuẩn khúc gỗ cẩm thị xanh nó sẽ phải đẹp như này các bác nhá Ốp đồng hai đầu Con này có giá là Con này dòng um... vòng bi các bác nhá Ốp đồng hai đầu dòng vòng bi này Cán quá là đẹp luôn Cán màu này quá là đẹp luôn các bác ạ Thì con này sẽ để giá cho tất cả các bác là 690 920.000 920.000 một là bao ship, hai là tặng lọc gà Các bác có thể lựa chọn bao ship hoặc tặng lọc gà các bác nhé Đấy Còn đây sẽ là những cái dòng curry có vỏ Dòng curry có vỏ các bác nhé Dòng hơi mèo cách tân một chút Nhưng mà nó là hệ có vỏ này Ốp đồng ở đuôi nên Cầm cực kỳ đầm tay luôn Độ dày sống lực dao là 5 ly lưỡi là 10, 26 các bác nhé Lưỡi dài 26 lỗ dày sống dương dao 5 ly con này các bác đi rừng này, đi phượt này, đi câu này, đi picnic đi rừng này thì các bác sử dụng con này, bác mà không muốn sử dụng vỏ gỗ thì mình tham khảo dòng vỏ da cho em. Đối với cái dòng vỏ da thì cũng cực kỳ là hợp với con này luôn các bác nhá. Vòng vỏ da thì hợp với con này vừa luôn đấy ạ. Đấy. Vừa với em này luôn. Em này cả vỏ da em để cho tất cả các bác là 620.000 cả vỏ da các bác nhá. 620 cả vỏ da. Đấy. Em sẽ có hai em, mỗi em sẽ có một cái đường vân khác nhau mỗi em sẽ có một cái đường vân khác nhau như cơ bản lưỡi là ngang nhau và mức độ chặt là đầm như nhau các bác nhá mức độ chặt là đầm như nhau và lưỡi là ngang nhau đấy con này cũng có em cho vỏ da nha 620 cả vỏ da luôn cho tất cả các bác con này nó đắt là đắt ở cái ốp đồng ở đuôi nữa các bác nhá nó đắt là nó đắt ở ốp đồng đuôi là cái thứ nhất này cái thứ hai là nó sử dụng à, dòng vòng pin thì nó cũng đắt này đấy bỏ ra đây các bác nhé bỏ ra đây ạ ngoài ra thì em sẽ có hai em rìu cuối cùng của năm nay hai em rìu cuối cùng của năm nay vừa rồi hai em rìu cuối cùng ạ vào cán sẵn đây là cái dòng vào cán sẵn đấy còn cái những cái dòng lưỡi mà khơ chưa vào cán thì em còn nhiều cháu có vào cán sẵn như thế này thì là còn đúng hai em em này có giá là 400 trăm Hôm nọ em có báo giá tất cả các bác là 460.000 một em đúng không ạ? 460.000 một em cán gỗ nghiến. Một em tán gỗ nghiến là 460.000 Một em gỗ cán gỗ cẩm chỉ Lưỡi thì ngang nhau hoàn toàn 100% từ trục xe Một em là cán gỗ cẩm chỉ là 5 À em cán gỗ nghiến là 480.000 Còn em cán gỗ cẩm chỉ là 560.000 các bác nhá Đấy Trục xe hoàn toàn tổng trọng lượng Em này sẽ rơi vào 1 cân 3 các bác ạ 1 cân 3 luôn ấy Nên là cầm cực kỳ đầm tay luôn Hệ đấy gọi là hệ Hệ chặt cao rồi mà Cái tán của hai em này rơi vào 43cm các bác nhá cái cán là rơi vào 43 cm có Zalo của em đây. 0347753780. Các bác cứ gọi lại Zalo của em Huyền để được trao đổi thêm và gửi cho bác những cái mẫu mã dao trước Tết, kịp Tết để các bác đón một cái Tết thật là đầy đủ các bác nhá Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những cái video lần sau. Chúc tất cả các bác sẽ có một kỳ chuẩn bị nghỉ Tết thật là an nhiên vui vẻ các bác nhá Xin chào tất cả bác ạ.